Chào anh chị cô chú, mình là Phạm Hữu Dư đây. Hôm nay thì mình đang có mặt ở xã Đào Quay. Không phải, xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻ, tỉnh Lâm Đồng, cách Thành phố Hồ Chí Minh thì khoảng 160 cây số. Nói chung là clip này thì quay nhanh ha, tại vì mình không có thời gian, tại mình đang bận, cho nên là mình tranh thủ quay clip này, tại vì đất này đẹp quá phải quay anh chơi. Đẹp mà giá rẻ nữa. Thứ nhất nè, view suối nè, đường ô tô tới nơi nha anh chị, đường ô tô tới nơi luôn. Đặc biệt là nguyên vườn sầu riêng luôn. Hiện tại là cái đất này nó có tổng tích là 1 mẫu mốt ha, tức là 11.000 mét vuông. Và giá thì mình báo luôn cho anh chị ha, là 1 tỷ 4. Tính ra là chỉ có hơn 100 triệu xào thôi. Đây, cách đường chính nè anh chị. Đấy, đường chính ô tô đậu quải, tại vì mình cũng lười chạy ở đây. Mình này đậu ô tô quải đấy. Đó. Là đấy, từ đấy vô, từ đây vô chút xíu à. Vô chừng chắc chừng 10 mét à. Là mình tới vườn mình à. Hiện tại vườn mình là trồng sầu riêng anh chị ha, nguyên sầu riêng đẹp lắm luôn á. Có kết hợp sen mít nữa. Sầu riêng này chắc năm 3 năm 4 gì rồi, 53 á. Có một cái chòi chăn nuôi. À, có ao luôn nha anh chị ha, chung là vườn đẹp lắm, có ao mà suốt bao quanh nữa. Đấy, hay đã chưa? Mùa về rồi mình ha, gửi cho người ta chăm sóc luôn. 1 tỷ 4. À, thả gà, nuôi gà nè, suối, ao. Đấy. Miếng này là mình quay hơi nhanh, hơi ẩu cho nên hơi rung lắc anh chị thông cảm ha. Nói chung là miếng này mình quay, mình nói rồi, tranh thủ quay thôi. Thì đang lu bu. Đó, chiều ra mắt võng đây nằm thì tuyệt vời. Đấy. Nó kiểu nó dốc dốc anh chị ha, trong đất này nó không bằng đâu, nó có những đoạn đoạn cao đoạn thấp, rất là hay, view đẹp, nhờ vậy mới đẹp anh chị. Mình thích những cái kiểu như vậy nè. Đẹp chưa? Chỉ cần 1 mẫu 4, ở trong chỉ cần 1 tỷ 4 thôi là anh chị mình có được nguyên cái vườn ha, gần như là nguyên trang trại luôn á, trang trại vườn áo cá luôn á, mà xe hơi vào tới nơi. Thế nó mới hay. Đây thì không phải là rừng rú đâu anh chị ha, đây là khu dân cư đấy. Đó, đường bê tông chứ, anh chị đường bê tông đó. Đây ao nè chị, viên ao cá nè, tả chưa. Đây mình làm một cái ha, nhà thủy tạ hay cái nhà chòi hay gì đấy, chòi mát á, ở đây nè, mát rượi luôn. Đó, nói chung là có nhà, có ao, có vườn, có điện luôn ha, điện vào tới nơi nha anh chị, điện đại tới nơi, chung điện nước rồi khỏi nói rồi, ngay khu dân cư. Đó. Đây cũng có một cái chòi mini đây rồi nè. Đủ rồi, đủ chơi rồi đấy. Sầu riêng có những cái thu rồi nè, cái này cái già nè, cái này thu rồi nè. Đó. Này chôm chôm anh chị, có chôm chôm luôn. Chôm chôm luôn, đã chưa? Sầu riêng này mới dặm thêm nè. Chôm chôm nữa nè. Đó, đứng chờ này mà mắt võng nè. Đã chưa? 1 tỷ 4 là có được nguyên một cái thiên đường luôn á. Cách Thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ hơn 160 cây thôi. À, có trồng dừa nữa nè. Đây. Đó, ở đất mình đây thì nhìn sát với đường luôn nè. Đó, cái đường bê tông đó chị, đường chính á. Đây có cái ao nè. À đây suối. À suối. Đó, cống đó chị, thả nước ra, chung mà nước ao này nước ra nước vô chị ha. Đó, nuôi cá tuyệt vời luôn á. Đó kìa. Nhìn thấy đây là sát đường luôn thấy không? À. Đất rộng nha, mẫu mốt mà mình nghĩ là mẫu mốt chứ sợ thực tế có khi còn rộng hơn rồi đó. Nè. Bưởi này nọ đây. Đây. Suối nè, bao quanh nè. Suối bao quanh luôn chị ha, tức là ao mà lại lấy nước từ trong suối nè. Bao quanh nè, hạn dài tới kia luôn. Đó, cái chòi đó chị. Chòi nhà mình á, thì đường chính ở ngoài á, đi ra á. Đây, mình đang đứng ở gần cuối đất nè. Mình quay nè anh chị. Hay đẹp không? Đó, 1 tỷ 4 cho quy một cái trang trại, quy một cái trang trại có nhà, có vườn, có ao, vườn ao chuồng, ô tô vào tới nơi. Nói chung là mình cứ khẳng định một lần nữa là ô tô vào tới nơi. Đó, mà sát đường chính luôn.
đó, từ đất mình đó, đi ra khoảng chừng 15m là ra tới đường chính. Đường này đi vô cũng rẫy người ta, vườn đẹp anh chị không. Đây từ đây ra đường nhựa nè anh chị, quay đầu ra đi khoảng chừng vài trăm, chắc chừng 500m là sẽ ra tới đường nhựa chính, đường nhựa khu dân cư á. Đây từ cái đường từ đất mình đường bê tông á, đây đi ra chính xác là khoảng 300m thôi, ra tới đường nhựa chính nè anh chị, đường nhựa thông luôn nha, đường nhựa chính á. Đây dân cư thì đông đúc rồi anh chị mình thấy không, hai bên đường là cờ thiết kế sẵn luôn hả, mấy cái có đèn đường luôn nha anh chị, có đèn đường luôn, kế sẵn mấy khung khung treo cờ luôn, đúng đoạn đường kiểu mẫu hả, cổng như đây, nói chung sức xây dựng nông thôn mới ha. Đó. Đường nhựa ngon lành ở đây, đây cầu đang làm cầu, đang làm đường thêm nữa anh chị, đang cải tạo đường nữa kìa, đang làm cầu hơi bị hoành tráng luôn. Rồi bây giờ là mình cho anh chị mình xem luôn cái vị trí trên đất này trên bản đồ vệ tinh anh chị ha. Thì cái clip này thì mình không có quay sổ được, tại vì mình cũng nói luôn, sổ miếng đất này là của người dân tộc, họ đã làm sổ rồi. Tuy nhiên là họ nói chung là cũng nghèo, chưa có tiền để mà đóng thuế để mà lấy sổ về. Đó, cho nên là mình cũng không có thể mình quay được sổ, nhưng mà sổ có rồi anh chị ha. Đó là 1 mẫu mốt. Thì đây thì nói chung là anh chị mình quan tâm thì mình tới mình mua, thì mình sẽ có thể là mình sẽ cọc, hoặc là mình sẽ lên trực tiếp đi với chủ để mà lên đóng thuế lấy sổ về để mà mình công chứng luôn, hoặc là mình cọc hay gì đấy. Đó, thì cái này là tùy ha chị ha. Thì tình trạng sổ mình nói rõ rồi. Đây bây giờ mình cho anh chị xem vị trí ha. Đó, có cái ao nè anh chị, quy đất mình đẹp lắm nha, suối bao quanh nè. Đó, cái suối nè anh chị, trồng cây ăn trái nè. Thì đất mình á anh chị mình thấy không, nó ngay đường bê tông chị ha, nó đường bê tông quẹo vô quẹo đất mình luôn. Đó, rồi từ đường bê tông nè đi ra chút xíu tới đường nhựa chính anh chị. Đó, ra từng vài trăm mét tới đường nhựa chính nè. Đường nhựa này là anh chị mình thấy rồi, có đèn đường, có hàng cờ. Đó, dân cư thì san sát nè anh chị ha, nhà cửa san sát nè. Ở khu này thì nói chung là cũng nhiều người dân tộc. Đó, còn cái hướng ngược lại anh chị, tới đường bê tông hướng ngược lại đi, mình đi chừng tầm 500m làm sao tới hồ anh chị ha. Hồ này cũng đẹp lắm nè. Nói chung là bữa mình gấp quá, mình không có kịp quay cái hồ này anh chị ha. Tại trễ quá rồi. Gần đất mình có nhà thờ luôn chị ha. Đó, thì gần nhà thờ cho nên là dân cư cũng đông. Nhà văn hóa này nọ, nói chung là đường xá ngon lành lắm. Tiểu là rượu ha. Cũng gần thị trấn. Nói chung là cũng gần thị trấn thôi. Ở đây thị trấn nè anh chị, cách thị trấn tới cỡ chừng hơn 10 cây thôi. Ê tầm không, chứ tới 10 cây đâu. Chưa tới 10 cây. Và cách quốc lộ 20 chợ Maragui đó anh chị. Đây. Đó. Thì tương lai là Đạ Hoai, Maragui sẽ lên thị xã. Đó, khu vực này trong thì chung cách ở đây nè là khoảng chừng nếu mà đường chim bay thì chỉ hơn 20 cây thôi, nhưng mà đi lòng vòng thì cũng khoảng gần 30 cây số chị ha. Gần 30 cây số mà sẽ tới quốc lộ 20. Đó, xong rồi từ đây thì mình đi về thành phố Hồ Chí Minh thôi. Đó, thì tương lai thì nếu mà có đường cao tốc anh chị, đây cao tốc mà Dầu Dây Đà Lạt á thì sẽ cắt ngang đây nè. Thì sau này mình đi lên đất rất là gần. Còn hiện tại này nếu mà đi lên đất thì chắc cũng phải tầm 178 lần. Ban đầu mình đo là phải 160, nhưng mà thực tế là phải tầm 178 lần nha anh chị ha. Đó. Nhưng mà nếu mà có cao tốc thì đi rất là nhanh. Rồi thì nói chung là về vị trí á thì anh chị mình chắc cũng rõ rồi, tức là từ quốc lộ 20, từ chợ Managui á mình chạy vô đường tỉnh 321 rồi nè. Đi đường tỉnh 321 đi thẳng một đường luôn, xong rồi tới đường tỉnh 725. Đó. Rồi tới đường tỉnh 725 mình sẽ tới xã Quốc Oai là tới đất. Thì nói chung là cái chỗ này nó cũng lạ thôi. Bình thường là mình quay đất ở Bà Rịa, cho nên đất này thì là mình ít quay. Đó, cho nên là nếu anh chị mình quan tâm cứ gọi điện cho mình sẽ hướng dẫn nó đường xá chi tiết hơn. Rồi rồi thì mình xin nhắc lại giá nha. Giá là chủ á, nói chung là người dân tộc họ mua, nói chung là họ muốn giá nào là họ bán giá đó thôi, chứ họ không có thương lượng. Thì họ chốt 1.4 tỷ, và cái giá này thì họ cũng nói luôn là họ giá đó là giá họ bán, họ lấy về. Cho nên đó là nếu mà bên mua thì phải chịu luôn cái phí hoa hồng là 2%, thì nó rơi vào khoảng tầm 30 triệu. Đó, gần 30 triệu. Thì tính ra đất này á thì nếu ai mua thì dứt giá luôn là 1.430 tỷ, từ lối tờ luôn. Đó, thì nói chung là lần đầu tiên mình cũng quay bán đất cho người dân tộc, thì mình thấy ở trên đây họ bán, tức là họ bán là bán vậy đó, tức là họ kêu giá nào họ bán cái đó. Đó, không có thương lượng. Thật sự là giá này cũng quá tốt rồi anh chị mình, để ý đi, thật sự là 1.4 tỷ mà cho một viên đất như thế này á,
thì mình thấy nó giá nó quá tốt rồi, cho nên là họ không có thương lượng. Thì nói chung cái này thì mình nói thẳng luôn chị ha, mất công thì cái này anh chị mình trực tiếp mình làm việc thôi. Đó, thì về cái phí, tức là cái đất này thì tính ra nếu mà xong giấy tờ luôn á, tức là bao sang tên luôn á, thì nó rơi vào tầm 1,45 tỷ anh chị ha. Tức là nói chung mà chưa tới 1,50 tỷ đâu, ở đây thì cũng rẻ thôi. Ở đây thì sang tên miếng đất này thì mình nghĩ chắc chưa chắc hơn chừng hơn 10 triệu thôi. Thì chung là cho 1,50 tỷ, 1,45 tỷ là cho nó thoải mái đó. Nó là bao gồm luôn phí hoa hồng, là phí mua, rồi phí giấy tờ là khoảng 1,45 tỷ anh chị ha. Đó. Rồi thì mình nói sơ sơ vậy thôi chị ha. Anh chị đang quan tâm thì trực tiếp gọi điện cho mình. Số điện thoại là 0933 230243. Thì mình chỉ tiếp người mua thôi chứ không tiếp môi giới. Anh chị môi giới thông cảm. Còn anh chị nào mà có nhu cầu muốn quay bán đất vườn hay nhà vườn á thì có thể alo mình sẽ hỗ trợ tới quay và đăng lên trên kênh YouTube mình á, cho những người thấy và liên hệ mua. Rồi chào anh chị nha.